Chỉ đích danh bốn con giáp, thức tỉnh tâm linh, trúng lộc kép, ăn lộc thần tài, tháng 8 lấy lộc, tháng 9 phát tài, tháng 10 phú quý. Và kính thưa quý vị và các bạn, theo tử vi dự báo thì sẽ có bốn con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái được nhiều thành công trong 3 tháng tới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bốn con giáp này để cùng xem chúng ta có may mắn nằm trong số bốn con giáp này hay không. Và con giáp thứ nhất đấy là người tuổi Mão. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mão trong 3 tháng tới sẽ tốt lên nhờ công việc phát triển thuận lợi. Khi đó thì nguồn thu nhập của tuổi Mão cũng vững mạnh lên, tiền tài vững mạnh, nên con giáp này cũng yên tâm sống thoải mái mà không phải đau đầu lo nghĩ quá nhiều. Ngoài ra thì bản mệnh có thể tìm hiểu thêm các cái lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở. Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão vượng vận đào hoa. Con giáp này nói chuyện có duyên nên là dễ gây ấn tượng với người khác. Những người độc thân có thể nhận lời mời làm quen với những người khác. Tuổi Mão đón nhận nhiều tin tốt từ các lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp đến tình duyên. Mùa thu đến, con giáp này có thể gặp vài vấn đề nhưng không cần quá lo lắng. Chỉ cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, mọi khó khăn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Về sự nghiệp thì năm 2022 mở ra một cái chặng đường tươi sáng cho tuổi Mão. Nếu con giáp này đã vạch ra mục tiêu thì đây là cái thời điểm để thực hiện hóa các cái kế hoạch. Kết quả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 thì con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ hết mình trên con đường sự nghiệp. Hãy để ý tới những người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi, đó có thể chính là người mang đến tin vui cho tuổi Mão. Và con giáp thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở với các bạn đó chính là người tuổi Thị. Người tuổi Thị có thể tìm được vận may trong làm ăn kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhờ sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Con giáp này không quá tin tưởng vào chuyện may rủi nên là luôn cố gắng hết mình. Đây chính là lúc công sức của tuổi Thị được đền đáp. Trong chuyện tình cảm, tuổi Thị cũng gặp nhiều may mắn. Các cặp đôi tâm đầu ý hợp, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tuổi Thị và nửa kia luôn thông cảm, thấu hiểu đối phương nên cuộc sống diễn ra êm đẹp, không gặp sóng gió. Đặc biệt, tuổi Thị có duyên với tiền bạc trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Con giáp này có vận quý nhân tốt, dù gặp khó khăn trong công việc thì cũng được người khác giúp đỡ tháo gỡ. Tuổi Thị biết giữ gìn, vun đắp các mối quan hệ tiềm năng thì tài vận càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 thì con giáp này có thể nhận được các cơ hội thăng tiến, lương thưởng ngày một dồi dào. Nếu nắm bắt cơ hội, tuổi Thị có thể đạt được nhiều thành tựu đáng nể hơn. Ngoài ra thì tuổi Thị không nên bỏ qua những cái nhân duyên tốt trên con đường tình duyên. Và con giáp may mắn thứ ba đấy là người tuổi Ngọ. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ khá dồi dào, thăng hoa trong 3 tháng tới. Bản mệnh gặp nhiều may mắn bất ngờ về tiền bạc. Tuy nhiên thì càng may mắn thì tuổi Ngọ càng phải quản lý tài chính cẩn thận hơn. Nên đầu tư một cách khôn ngoan để tiền bạc sinh sôi nảy nở, không bị thất thoát. Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có tín hiệu tốt đẹp. Người có đôi sẽ hạnh phúc bên nhau, không phải lo lắng nhiều. Người độc thân không quá vội vàng trong chuyện phải tìm đối tượng và có thể tìm được mối duyên lành có triển vọng. Tuổi Ngọ là người có cái năng lực trong công việc, họ làm việc với trách nhiệm và sự kiên trì. Từ tháng 8 trở đi thì tài vận của người tuổi Ngọ tốt hơn hẳn so với những tháng trước. Người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh thì con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa. Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên hữu ích. Vì vậy mà bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra trong tháng, thu nhập cũng đạt được mức độ ổn định. Và con giáp may mắn tiếp theo đấy là người tuổi Tuất. Trong danh sách những con giáp khó khăn hoàn toàn không có tuổi Tuất. Trời sinh tuổi Tuất là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Đặc điểm trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Tuất nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Tuất vốn là người thông minh, biết kiếm tiền và biết cách quản lý tài chính. Họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao đẹp hơn. Vì vậy, trong suốt cái khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời, đặc biệt là trong 90 ngày tới đây. Tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy cơ hội có 102 sẽ tự tìm đến với họ. Nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Tuất sẽ được toại nguyện. Không những có khả năng xây dựng được cuộc sống viên mãn cho riêng mình mà còn giúp đỡ gia đình thịnh vượng hơn. Nếu không thể tạo dựng được khối tài sản đồ sộ thì ít nhất cũng có được cơ ngơi vững chắc không ai sánh bằng. Đây là con giáp có bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc thì con giáp này dám nghĩ, dám làm,
Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Tuất có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư. Vận thế của người tuổi Tuất ở cái thời điểm trước không được tốt, nhưng con giáp này cũng không nên nản lòng. Trong 3 cái tháng tới đây thì cái đường công danh sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này thì con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên là vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là 4 con giáp có thể nói là cực kỳ may mắn, tháng 8 đáy lộc, tháng 9 phát tài, tháng 10 phú quý. Mong rằng với những cái thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trong cuộc sống. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.